chào quý vị và các bạn. Hôm nay quý vị và các bạn cùng tôi đến một địa danh khá nổi tiếng. Ở nơi đây thì gọi là chùa Tây Thiên, với những câu ca dao nổi tiếng là ai lên ngắm cảnh Tây Thiên, mải mê thưởng ngoạn chớ quên đường về. Kính thưa quý vị, khu danh thắng Tây Thiên có diện tích khoảng 148 ha, thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tây Thiên nằm trên sườn ngọn núi Thạch Bàn, thuộc dãy Tam Đảo. Tương truyền từ xa xưa, ngài Khương Tăng Hội, một nhà tu hành Ấn Độ, trong chuyến viễn du sang phía Đông, thấy cảnh núi rừng u tịch và trang nhã, đã chọn nơi đây xây dựng lều làm chốn nghỉ chân và truyền bá đạo Phật. Tên gọi Tây Thiên mang ý nghĩa là nơi các nhà sư Tây Thiên Ấn Độ tu hành, được đặt để ghi nhớ giáo đoàn đầu tiên tới từ Ấn Độ và Việt Nam truyền đạo. Vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, phái bộ thứ 8 của vua A Dục đã tới nơi đây hoằng dương Phật pháp, bị thu hút bởi cảnh sắc núi non liên hoàn hùng vĩ và u nhã, có suối chảy nước trong, thác gành non cao rừng rậm. Giáo đoàn đã dừng chân tu hành, xây dựng thành Mê Lê và chùa Địa Ngục. Tới thời Trần, đây là trung tâm Phật pháp thâm uy giống như Yên Tử và Đông Triều. Các địa danh khác như suối Giải Oan, suối Trường Sinh, chùa Đồng Cổ, rừng Thông Già, Đại Thụ là nơi nhiều đời cao tăng tu tập, hành trì và viên tịch. Người ta cũng đã tìm được ba viên mộ đá và di cốt của Giác Linh Ngã Thiền Sư, Võng Sơn Thiền Sư, Cúc Khê Thiền Sư. Ngoài ra còn có nhiều nền chùa cổ và các di chỉ hiếm hoi dưới nền đất rừng Tây Thiên được ghi lại trong sách Kiến Văn Tỷ Lục của Lê Quý Đôn. Nơi đây cũng đã xây dựng thiền viện Trúc Lâm lớn nhất cả nước, cùng với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Theo nhiều tư liệu nghiên cứu, Tây Thiên còn là chốn thủ Phật giáo Việt Nam. Vào khoảng năm 2300 trước Công nguyên, nơi đây đã có chùa Tây Thiển cổ tự. Năm 2450 trước Công nguyên, một lần vua Hùng Vương thứ 7 lên núi Tam Đảo cầu tiên, đã thấy ở đây có chùa thờ Phật, xác định đây chính là cái nôi của Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khởi công xây dựng thiền viện Trúc Lâm trên nền chùa cổ Thiên Lân cổ, có diện tích rộng 4,5 ha, rừng ngoại vi rộng 50 ha. Khi xây dựng thiền viện, các nhà khoa học còn tìm thấy hàng ngàn hiện vật có niên hiệu từ thời Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn và các di chỉ khảo cổ về Phật giáo, chứng minh rõ thêm về chốn Phật giáo. Tây Thiên là nơi thờ quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, người được Hùng Chiêu Vương thứ 7 lập làm chính vương phi, có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất Giang Sơn, dạy dân trồng lúa, giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc. Nói về vị quốc mẫu Tây Thiên, trong truyền thuyết kể rằng thuở ấy đất trời còn yên ả, có một vị bộ trưởng, tộc trưởng trong Trang Đông Lộ, huyện Tam Dương, phủ Đoan Hùng, đứng đầu đạo Sơn Tây, nước Văn Lang, họ Năng tên Vĩ, gần 40 tuổi, vợ cả ngoài 40, họ Đào tên Liễu. Ông Năng Vĩ, khí tượng khôi kỳ, anh hùng khoáng đạt, cùng là tông phái của vua Hùng. Ông bà chưa có con, một ngày hai người lên núi Tam Đảo đi về phía Nam, tới chùa Tây Thiên dâng hương cầu tự. Khi đó mặt trời đã xế chiều nên nằm ngủ lại để cầu mộng ứng. Trong giấc ngủ, chị Đào bàng hoàng thấy mây ngũ sắc bay lượn trong chùa, hương đưa ngào ngạt. Trong dải mây vòng có bảy nàng tiên xiêm y sặc sỡ, người hát người múa, đàn nhạc thi ca thiết tấu lừng trời. Đào thị sực tỉnh giấc mơ, biết ứng điểm lành, từ đó thấy người trong người chuyển động mang thai. Đến ngày mùng 10 tháng 5 năm Giáp Thân thì hạ sinh một cô con gái. Khi đó sáng tỏ huy hoàng, hào quang sáng lạ, gió hương ngào ngạt, khí lành bao tỏa cả chín phương trời. Mới đầy tháng mà đứa trẻ dung mạo kỳ tứ, đoan trang nguyệt hẹn hoa nhường, lên một tuổi biết nói, lên sáu tuổi đã thông thạo âm luật, mệnh danh là tiên, còn gọi là xích cả. Đó là người con gái nhan sắc thuộc dòng dõi hồng tiên, được cha mẹ hết lòng yêu thương. Năm 11-12 tuổi đã nữ công nữ tắc, không gì là không biết. Đến năm 20 tuổi, khí lực nàng dũng mãnh, tài lược hơn người, hào kiệt trong động và các huyện trong vùng đều vui mừng thán phục. Nàng có phép lạ thần thông, xuất quỷ nhập thần, biến hóa quân lược. Khi đất nước có giặc ngoại xâm, bà đã đứng ra kêu gọi trai đinh trong vùng, 3.000 tướng sĩ đến Phong Châu Việt Trì giúp nước. Hùng Vương cảm kích trước bậc quần hoa hào kiệt, bèn gia tăng thêm 10 vạn tinh binh, 3.000 kỵ binh. Sau khi dẹp xong giặc Thục, bà được phong là Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Đại Vương. Đất nước hòa bình, bà trở về Đông Lộ lập ra các cung ở để du ngoạn. Tả cung ở xã Quan Nội, Hiếu cung ở hai xã Quan Đình, Nhân Lý Hạ cung ở Quyết Trung. Nơi ở là Tây Thiên trên núi Tam Đảo. Nơi chùa Tây Thiên, bà ở bỗng thấy mây ngũ sắc chuyển vần từ trên trời xuống. Bỗng trong mây xuất hiện chiếu chỉ của Thượng Đế đòi công chúa về trời. Công chúa bèn tắm gội cùng thiên sứ Thăng Tâu Vua Hùng để đáp lại người có công triều đình đã sai quan tứ tế tặng Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Đại Vương, đệ nhất thượng đẳng phúc thần. Bốn mùa cúng tên, muôn thuở ghi lòng, các nơi lập miếu ghi rõ công lao truyền trải các đời tới Đinh Lê Lý Trần, phàm các triều khai sáng đều làm lễ tế. Tam Đảo trời sinh một đóa hoa tiên, lúc sống phò vua Hùng, lúc thác hóa về trời phò thượng đế. Nhan sắc má hồng làm rung động cả núi sông, sắc nước hương trời thật hiếm có, tiếng thơm để lại rạng rỡ muôn đời. Đất Tam Dương dấu tích vẫn còn ghi, nay mừng vì đất Đông Lộ sinh thần tử nữ, người giúp xã Tắc Sơn Hà được yên vui. Ở trên đây là câu chuyện truyền thuyết ở xã Đại Đình, được chép qua lại nhiều thời gian, nhiều thế hệ. Kính thưa quý vị, Tây Thiên là một quần thể sinh
di tích lịch sử văn hóa, bao gồm các hệ thống đình chùa có giá trị văn hóa khảo cổ. Ở bên cạnh những ngôi đền nổi tiếng như đền Thượng, đền Thóng, đền Mẫu Sinh thì Tây Thiên còn có đền Cậu, đền Cô đầy bí ẩn và linh thiêng. Đây sẽ là một điểm lý tưởng hứa hẹn nhiều bất ngờ và thú vị trong mùa lễ hội. Trong khoảng chiều dài 11 km, chiều ngang 1 km, quần thể di tích Tây Thiên tập trung mật độ lớn dấu vết cũ cũng như các công trình văn hóa, các địa chỉ có giá trị nghiên cứu khảo cổ học, được tạo thành bởi hệ thống phức hợp đền chùa, thảo am thờ mẫu và thờ Phật, cũng như phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp phân bố trên ngọn thạch bàn của dãy núi Tam Đảo. Vì thế từ rất lâu đây không chỉ là nơi hấp dẫn du khách đến thưởng ngoạn phong cảnh mà còn là một biểu tượng cho đời sống tâm linh tín ngưỡng tại Việt Nam. Điểm dừng chân đầu tiên của khách hành hương tại Tây Thiên là đền Thõng, hay còn gọi là đền Trình. Đền Thõng được coi là cửa ngõ dẫn lên khu di tích đền Thượng trên đỉnh núi. Ngôi đền hiện tại được xây dựng vào năm 1998 theo kết cấu chữ đinh trên nền ngôi đền cũ, hướng ra không gian rộng lớn với cây đa chín cội sừng sững trước cửa đền như một nhân chứng lịch sử thiêng liêng. Tại đền còn lưu giữ một bia đá bốn mặt từ năm Bảo Thái đến năm 1723 ghi nhận nơi đây là Tam Đảo Linh Sơn, một quả chuông đúc vào năm Thiệu Trị thứ hai 1842, một bản thần tích vào năm Bảo Đại thứ 12 1937, một khánh đồng và một số hoàng phi câu đối. Đây là các chứng tích lịch sử văn hóa rất giá trị, khẳng định sự quan tâm của nhiều triều đại đối với danh thắng Tây Thiên cũng như vị thế địa linh bậc nhất cả nước của quần thể di tích này. Qua đền Thõng là tới đền Cậu. Đền Cậu khởi nguồn là khe Trường Sinh, tương truyền là nơi cậu ngự tại lại chiêu mộ và nuôi quân để đi theo phò quốc mẫu. Đền vừa được tu sửa vào năm 1993. Quãng đường từ đền Thọc đến tới đền Cậu chỉ khoảng hơn 1 km, với hai hàng cây xanh mát, những mái nhà dân lúp xúp xen lẫn trong sắc vàng của những vườn cải đang trổ hoa dọc con suối nhỏ. Người ta lên đền Cậu để cầu tài cầu phúc lộc thọ và những nguyện ước tốt đẹp về mặt tình duyên con cái. Đó chắc chắn sẽ là khởi đầu tốt nhất cho mỗi người khi đến với Tây Thiên. Từ đền Cậu đi thêm khoảng 2 km nữa sẽ đến đền Cô. Đền Cô cũng có niên đại từ lâu đời và hiện đang thờ cô bé, tương truyền là một vị con nhà trời đã cùng quốc mẫu giúp dân giúp nước. Cảnh sắc nơi đây thanh nhã, thoáng đãng và yên bình, với thảm thực vật phong phú cùng khí hậu quanh năm mát mẻ trong lành. Dòng suối dài oan cùng giếng nước cổ sát chân đền tăng thêm vẻ tịnh mịch và thanh tĩnh cho không gian nơi đây. Rất nhiều khách hành hương từng đến đền Cô đã thừa nhận rằng suối và giếng này rất thiêng, nếu ai lấy nước từ đó dâng lên cùng lễ vật rồi uống sẽ thấy trong lòng thư thái thanh thản và tĩnh tâm đến lạ lùng. Từ đền Cô men theo một lối rẽ quanh co trong rừng, qua các khe suối nhỏ, các gốc cây dễ bám sâu vào lòng đất sẽ tới tịch thất Tây Thiên. Cảnh vật nơi đây tinh khôi, nguyên sơ và u tịch. Tính thất Tây Thiên ban đầu chỉ là một am nhỏ của ba sư cô trẻ ẩn tu, sau đó phát triển rộng theo pháp môn mật tông Tây Tạng của dòng truyền thừa Duka. Nhưng chỉ nhận sư nữ, dòng truyền thừa này đã có lịch sử trên 800 năm qua 12 đời pháp vương với vô số hành giả trải rộng từ Á sang Âu. Đã có 12 vị ni sư Tây Thiên được cử đi cầu pháp, thọ học, hoạt và tu tập của chư ni đều do 3 vị chức sự quản lý và điều hành dưới sự lãnh đạo của một sư bà, trong đó một vị chịu trách nhiệm về nghi lễ và đời sống ni chúng, một vị chịu trách nhiệm về giáo dục và một vị chịu trách nhiệm về ngoại giao. Vẫn từ đền Cô tiếp tục theo những bậc thang đi khoảng 1,5 km nữa là tới khu di tích đền Thượng, nằm giữa cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ với mây mù thông reo chim hót. Đền Thượng có từ thời vua Hùng Vương thứ 7 và được xây dựng tu bổ vào năm 2009. Trong đền còn lưu giữ nhiều hoành phi và câu đối có giá trị. Quần thể di tích Tây Thiên nằm cách Hà Nội 75 km về phía tây bắc, là một quần thể phức hợp về văn hóa du lịch tín ngưỡng. Năm 1991, Tây Thiên đã vinh dự được nhà nước xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia và được tỉnh Vĩnh Phúc quy hoạch thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh. Ngoài vấn đề giao thông thuận lợi, các di tích được tu bổ và sửa sang thì Tây Thiên, dự án cáp treo Tây Thiên đang được tiến hành và sẽ đưa vào hoạt động. Trong phạm vi chiều dài 11 km, chiều ngang 1 km, khu di tích tập trung 8 ngôi đền chùa cổ nằm ẩn mình dưới những cánh rừng già dọc theo con suối Tây Thiên, ào ạt qua những thác gành từ trên núi cao đổ xuống đồng bằng. Bước vào khu di tích, du khách bắt gặp ngay cây đa chín cội ngả bóng mát xuống Hữu Huyền Cung, nhân dân vẫn còn gọi là đền Thõng. Phía sau dòng suối Dải Oan còn gọi là Bát Nhã Tuyền, ngược lên trên là thác Bạc, dòng nước thơm của núi rừng Tây Thiên với độ cao hơn 40 m, nước đổ xuống trắng xóa như rác bạc, chảy ra hợp lưu với suối vàng ở hồ Sen, rồi chảy ra khe Dải Oan, ngược lên đầm Sen ao dứa núi Rùng Rình. Nơi đây còn lưu giữ một hệ động thực vật rất có giá trị. Từ đây ngược lên khoảng 3 cây số nữa sẽ tới chùa Đồng Cổ, đúc toàn bằng đồng tốt. Trong chùa thờ hai tượng Phật. Cho tới nay, niên đại và lai lịch với hai pho tượng này vẫn là một bí ẩn mà các nhà khảo cổ vẫn chưa tìm ra lời giải. Thiên nhiên Tây Thiên còn góp phần vào việc kiến tạo nên vẻ đẹp của các đình chùa. Cây đa trở thành hình ảnh quen thuộc xuất hiện tại bất cứ khu di tích nào thuộc quần thể này. Ở lối vào đền Thõng dưới chân núi, một phần rễ cây của cây đa chính cội vẫn còn sừng sững đứng đó, thách thức thời gian và trở thành vị thần gác cửa uy nghiêm trong ngôi đền độc đáo hơn. Đền Cậu được xây dựng ngay trong lòng núi, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Đây cũng là một cách để tỏ lòng thành kính với vị thần núi, vị thần mẹ nơi đây, tức Tam Đảo, Sơn Trụ Quốc Mẫu, Tối Linh Đại Vương, đệ nhất thượng đẳng quốc thần, hay còn gọi là Quốc Mẫu Tây Thiên.
Rừng Tây Thiên có những cây thông đã sống đến hàng ngàn năm tuổi. Hệ động thực vật Tây Thiên cũng khá phong phú, có 4 lớp, 26 bộ, 86 họ và 281 loài. Trong đó có những loài động vật quý hiếm như rùa vàng, gà lôi trắng, vọc đen mà trắng, vọc mũi hếch, cá cóc tam đạo. Sự đa dạng sinh học cùng với hệ thống đỉnh chùa có giá trị văn hóa và khảo cổ khiến cây Tây Thiên có sức hấp dẫn hơn lớn đối với du khách và các nhà nghiên cứu. Lê Quý Đôn trong Kiến Văn Tiểu Lục đã nói về Tây Thiên: bên dưới nước sắc như tràm, sâu thẳm không thấy đáy, sườn núi có chùa Tây Thiên cổ tự che xanh thông tốt, cảnh sắc thanh nhã rộng rãi, trên đỉnh núi cao lại có chùa đồng cổ, vừa lên vừa xuống phải mất 2 ngày. Từ phía tả khe Giải Oan trèo lên núi đến hồ Sen, nước xanh biếc, trong hồ có thứ đá lạ, có sen đỏ hoa nở 4 mùa. Tây Thiên là một quần thể kiến trúc cổ xưa với chùa đền miếu bia đá mang đậm dấu ấn lịch sử của văn hóa cùng với đại danh lam thắng cảnh. Tây Thiên với núi rừng thăm thẳm, suối thác hữu tình còn là trung tâm Phật giáo rộng lớn và ra đời sớm nhất ở Việt Nam. Trong phạm vi chiều dài 11 km, chiều ngang 1 km của khu di tích tập trung 80 đền chùa cổ nằm ẩn mình dưới những cánh rừng già dọc theo suối Tây Thiên ảo ạt qua những thác gành từ trên núi cao đổ xuống đồng bằng. Các dấu tích còn lại của ngôi chùa như chùa Tiên, chùa Thượng tức chùa Tây Thiên, chùa Phù Nghì, chùa Đồng Cổ, các ngôi mộ cổ của các vị sư từng trụ trì tại đây, một số mô típ văn hóa gốm sứ trang trí còn sót lại cũng xác định được niên đại của chúng từ thời Lý Trần. Theo một số sử liệu liên quan thì từ thời các vua hùng tại Tây Thiên đã có 3 ngôi chùa cổ: Hoa Long Thiền Tự, Thiên Quang Thiền Tự, Thiên Ân Thiền Tự. Có lẽ bởi sự gắn kết giữa thiên nhiên và tín ngưỡng mà người ta dễ dàng tìm thấy được Tây Thiên, sự bình yên trong tâm hồn. Chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Thank you.